chị quay không? Trên trận thứ hai, Duy Minh của Đại học Điện lực gặp Anh Dũng Học viện Hành chính. Trên trận thứ hai. Bye.
trên sân số 2 ở nội dung đôi nam. Lộc Khánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Học viện Nông nghiệp gặp Ngọc Huy, Học viện Hành chính. Trên sân số 3, anh Long của Cao đẳng nghề công nghiệp gặp Chiến Tùng, Đại học Kiến trúc. Trên sân số 3 ở nội dung đôi nam, anh Long Cao đẳng nghề công nghiệp gặp Chiến Tùng Đại học Kiến trúc. Thank you.
Trên sân số 4, Tuyên Lợi của Học viện Ngân hàng gặp Thịnh Hà Đại học Ngoại thương. Mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên sân số 2, Đại học của Học viện Kỹ thuật Quân sự gặp Hiếu Hiếu, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao.